dàng trong áo mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biếc. Hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đèn đẹp như thơ trong lòng bay bé ngỏ. Hôm nay em đi lễ chùa trời vừa dứt cơn Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 rồi, 3 tháng 8 năm Bình Thân, mà dự dùng 3 tay thân, thành 9 tay phải lịch phải không? Có các Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh đi về thăm tu viện Giác Hải và một số các cái cảnh ở Thành Hoa thì hôm nay được ghé thăm tu viện Giác Hải ở đây. Chúng ta đang ở trong cái phòng riêng của thầy thôi, rất là trực. Sáng dịp cả vị đến đây, thầy xin được đọc bài thơ giới thiệu về Viện Giác. Viện Giác tức là nói về Giác Hải đây. Tức là nói về tại vì Già Lam thắng cảnh tu về Giác Hải. Ai ngang qua núi Phổ Đà, thăm chùa Giác Hải, yên tòa Quán Âm. Vịnh Văn Phong biển thầm thâm, sơn bao biển bọc, kiếm tầm tình tu. Quý vị giờ để kiếm tầm đến vẫn biết tình tu được chưa? Bây giờ thầy giới thiệu này, Xuân Từ, Vạn Ninh, Nha Trang, Biển Nhớ. Xuân Từ là cái làng của mình thấy đó. Núi Ông Sư dựng lập cảnh Già Lam, vừa đến nơi Hồng Vị Cộng Tam Quang, hai cô đội đưa ta vào biển giác. Khi biển làng muôn dòng trời mấy hiền, lúc biệt chơn vàng loài chúng sanh giác. Chánh điện uy nghiêm thể tôn ngự tòa, tiếng chuông đại hồng lan tỏa không gian. Trên đỉnh núi điện Quán Âm Bồ Tát đứng mẹ hiền vào đình đã từ tâm. Chỗ thuốc nó sẽ bị lên đó ha. Chúng sanh thành kính niệm vải Quán Âm, tất cả đều tùy tâm mà ứng nghiệm. Tất cả sẽ đều tùy theo tâm mình mà được ứng nghiệm. Chúng con lang thang từ muôn vàng kiếp là cuộc đời của mình đó ha. Quên đường trở về quán chiếu thân tâm, cứ chạy theo duyên theo cảnh không quên thân quên tâm mình mất. Phật pháp tăng ngôi tam bảo trong lòng luôn rực sáng về ba viên ngọc quý. Ba viên ngọc quý là gì vậy? Là Phật bảo, pháp bảo, tam bảo. Sáng tiếp sáng xóa tan đời khổ lụy, cho chúng sanh tỏa rạng trí kim cương. Còn hát vang về khúc nhạc diệu thường, tam thiên thế giới đầy yêu thương phục lạc. Thầy làm ngày 1 tháng 8 2008 tại Kim Sơn mà gia tài anh Giác Hải mà làm bài Kim Sơn. Alabama thì tôi có sắm có người ta cũng cái tu viện đừng cả như bài chục cái cơ đúng không? Nơi đó nó có 30 hồ 10 cơ. Bây giờ thầy đang cùng với tu Giác Hải, đáng lẽ thầy mong về đây thì qua thì nhận thầy giáo cho thầy cũng kia. Thành thầy mắc về đây sớm cho nên thầy phải kỳ vậy để cùng như thầy, để cho thầy ông Đình Tư ông giao cho thầy, thầy đại diện thầy để giao thầy ông kia mà trụ trì với nhau để ông kia là thầy để tự thầy ở đó thầy còn làm cái bài để tại cảnh viên trì bên đó rồi mới tại Giác Hải bên này thầy mới nhận cái chùa bên đó thầy còn làm để thờ để tại cảnh bên đó liên trì cảnh Phật là đây trang nghiêm Phật trí sâu dày tài tâm Phật đức thường sanh không lầm trí tuệ soi chiếu ngấm ngầm trong ta mỗi người lòng được an nhiên thân tâm nhẹ khỏe đây miền lạc ba tâm rối loạn thân chẳng an ngồi trên tiền đống bạc vàng chẳng vui tham si rối loạn thổi lui sẽ không cảm nhận an vui hiện tiền dù đang giàu được cảnh tiên tâm cũng an trụ trong mức liền thành thơi tâm không an trụ mức liền thành thơi nằm dưới đất nhìn mấy trời mà lòng trí túc sướng thời hơn tiên cho hai muôn sự hiện tiền tâm tịnh cảnh tình tự nhiên hiện bày liên trì cảnh Phật xưa nay đều đã dành sẵn trong tay mọi người thiền hành nhẹ bước dạo chơi tâm hoa mịn nụ lòng người bình an quả phúc xuống khắp 3000 thời.
cười sẽ thấy niết bàn ngay đây. Thường thứ hai cảnh mà của thầy vì đang ở đây và cũng cảnh thầy vừa nhận của nhân tiền. Đó là thầy viết về hai cái nơi mà bây giờ đang ngồi và một cái nơi thầy đang nhận việc giới thiệu quý vị ở đây và kia luôn. Dạ, mời thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Trong áo lụa mùa xuân bướm bướm bay chập chờn trên cỏ biên, hôm nay em lễ chùa niềm vui nào hé mở, nghe đàn đẹp như thơ trong lòng tay bé nhỏ. Hôm nay em đi lễ chùa, đền núi Phổ Đà tùy duyên ứng hiện khắp từ xa, cuộc đời đạo khổ vì mê muội tên là tự tại ta bà. Hôm nay chúng con thì cũng bị hẹn lại tổ phật tử ở thành phố Sài Gòn ra thăm trang này nè ngài Quan Thế Âm Bồ Tát từ tòa ở đây. Chúng con đến đây để tam bảo cùng với Bồ Tát Thường Tiền, Như Nguyện Bồ Tát Khoai Quang từ bi chứng minh công đức, rồi thì cho toàn thể Phật tử cũng có thân tâm thanh tịnh, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, đời đời tiến tu đạo nghiệp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tạm đại chúng mình cảm lên. Có những lúc u hoài, khi lạc loài bơ vơ, lòng tự mẫn vô bờ, mẹ che chở đời con. Mẹ hiền thân khắp chốn, cành dương liễu tươi mềm, nâng nhẹ bình cam lồ dưới mắt cả đời con. Lúc trong vắng lặng ngồi, lòng tràn đầy âu lo. Năm 1960 có bà sư bà đi nữ có cái hiệu là Chị Kiên á. Và đi dự đại hội ở tại Huế. Và đi ngày ngang đến gặp sư ông đại thăm để và muốn xuất bản cái cuốn thơ Hoàng Xá của sư ông á. Thế nên mà đến đây đến điểm âm này và làm bài thơ để lại là đến điện Quán Âm bóng đứng đầu, cõi lòng thanh thoát từng đâu đâu, sau lưng chất ngức non năm dài, trước mặt bao la biển một bầu, đây núi Ông Sư nhiều thế kỷ, nó bờ nó phải từ bao lâu. Phổ Đà sau lưng này, Phổ Đà thắng cảnh còn lưu mạng, muôn thuở không phai vẽ nhiều màu. Và để lại đơn giản và dễ hiểu. Dạ, hay quá. Hay quá. Còn thầy muốn tả cảnh đây vì việc thầy tả sao không? Dạ, thầy tả thầy. Rồi là bằng hai câu đối ha. Dạ. Nước biếc mây giăng, điền cát uy nghiêm trên đỉnh núi, còn buổi đêm là trăng thanh gió thỏa, bồ đề hoa hiền hiệp quần xanh. là tả hai cảnh một ngày một đêm của cái này. Còn một cái tả hành ngang âm thì tả sao rồi là mắt trí chiếu soi, đèn vô tình rồi tan niềm tục, tay từ tế độ nước dương chi, nước rửa sạch lòng trần. Đó là tả hành ngang âm đấy. Yeah.
Còn thầy còn làm câu nữa là Bồ Tát hành dung thông, dắt dẫn hộ tình về nẻo giác, chúng sanh tâm tịnh độ, nương nhờ bi nguyện thoát đường mê. Mẹ hiện hiện bên con, mẹ như dòng suối mát, như giọt nước cam lồ rót nhẹ vào lòng con, con thấy sầu nhẹ vơi. Thuở xưa con còn bé, bên mẹ người dạy rằng trong đời có hoạn nạn, thường niệm Quan Thế Âm sẽ thấy lòng an vui. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc sóng gió dập dồn trên biển chân nguy nan, con thầm cầu có mẹ kêu thoát độ đời con. Mẹ là con thuyền lớn chớ cứu muôn loài, cành dương liễu cam lồ tươi mềm che đời con. Quan Thế Âm.